Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tôi một lần nữa xin chào tất cả ông bà anh chị em amen trong tình yêu của Chúa. Và những ai đang theo dõi hội thánh qua live stream, xin Chúa ban phước cho anh chị em trong thời giờ này. Cảm ơn Ngài thật là nhiều. Và buổi sáng hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói một chút về câu kinh thánh mà chúng ta vừa đọc đó. Chúng ta vừa học thuộc lòng đó. Tôi sẽ đọc lại cái đoạn kinh thánh này từ câu 1 đến câu số 7 ha, để cho chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cái bối cảnh của nó. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hellenic phàn nàn nghịch cùng người Hebrew, vì những người gó bùa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng: bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Philip, Bô-cô-rơ, Ni-ca-na, Ti-môn, Ba-mê-na, Ni-cô-la là người Antioch mới theo đạo Giu-đa, và trình 7 người đó cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm, cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Amen. Đây là 7 câu kinh thánh, nó mô tả cái không khí sinh hoạt của hội thánh đầu tiên. Một buổi sáng nào trong tuần đó thì tôi đọc cái đoạn này nè. Tôi đọc qua để suy ngẫm về những cái điều mà Chúa làm. Thì tự nhiên á, Chúa nhắc tôi nhớ đến cái cô Điệp ở trong hội thánh. Không biết cô hôm nay có đi nhóm không biết. Thế đang xong đó Chúa nhắc tôi đến cô Điệp, xong rồi tôi mới suy ngẫm. Tôi nói thôi chủ nhật này mình sẽ chia sẻ đồng kinh thánh này cho hội thánh. Vì sao tôi nhớ đến cô Điệp anh chị em biết không? Vì có một lần cô kể câu chuyện là chị của cô muốn đi nhóm nhà muôn dân, thì rồi cô mới mời chị của cô đi nhóm nhà muôn dân. Chị cô mới hỏi là thế nhà muôn dân có ăn không? Nhóm xong rồi có ăn bún riêu, ăn bún bò gì không? Thì cô Điệp mới nói là không, nhà muôn dân có ăn gì hết, mà không ăn là tao không đi. Cho nên tôi rất nhớ đến cái chi tiết này và tôi không quên được. Và tôi nói Chúa ơi, hôm nay con sẽ chia sẻ về điều này, vì nó giống cái đoạn kinh thánh này, cũng cái vì cái sự ăn uống này mà nó cãi lộn đây thôi, sao có gì hết trơn. Ăn uống cãi lộn. Và cái tình trạng này nó cũng có hiện nay đó anh chị em. Nhiều hội thánh thì cảm ơn Chúa cũng có cái không khí thông công sau khi nhóm lại, thì chúng ta có một cái món bữa ăn vui vẻ với nhau. Điều đó rất đáng khích lệ, không có sao hết á. Nhưng mà cái cãi lộn là nó không khích lệ. Cái đó là đồng kết lại. Và nhiều người cũng trình bày với tôi rằng là than phiền mệt mỏi vì phải lo nấu nướng đủ kiểu hết. Nhiều bà vợ mục sư thì nói là mục sư ơi tôi mệt lắm, chịu không thấu, nhưng mà bây giờ không nấu ăn thì không ai đến nhóm, thế cho nên là phải đi chợ phải chuẩn bị gà thịt heo rồi các thứ, rồi lo cả ngày cả đêm ở ngày thứ bảy để chuẩn bị cho ngày chủ nhật. Tôi nhiều khi tôi suy nghĩ nó có cái mặt tích cực nhưng nó cũng có cái mặt tiêu cực của nó, thưa anh chị em, tiêu cực. Rồi chưa hết đâu, nhiều người còn bị tổn thương vì cái vụ này, là sau khi ăn uống xong rồi họ lại chê là ngon dở nữa. Họ ra ngồi quán họ nói bà mục sư này bà nấu ăn dở ác. Rồi nghe xong cái lòng mất ngủ cả tháng trời, phải cầu nguyện thanh tẩy chữa lành tổn thương cay đắng. Cũng vì cái bún rêu thôi. Thế anh chị em thấy đây là cái chỗ mà tôi thấy là nó có cái mặt tiêu cực. Rồi người ăn nhiều, người ăn ít, người được quan tâm, người không được quan tâm.
Và anh em nhìn lại cái câu chuyện ở trong cái đoạn công vụ sứ đồ chương 6 này, chúng ta thấy thiệt sự á, đúng là cuộc đời này không có gì mới dưới bầu trời, đúng không anh em? 2000 năm trước có thì hôm nay vẫn có. Và chúng ta thấy có cái sự lộn xộn ở đây, cãi nhau ở đây. Đấy. Nhiều thứ lắm. Và nó cũng có lý do để cho chúng ta duy trì những bữa ăn, ngồi những cái việc tích cực của nó chúng ta nói, nhưng mà nó cũng có lý do là bởi vì nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình dùng những bữa ăn để thu hút các tín đồ. Nhưng mà tôi cho rằng cái cách đó nó không đúng Kinh Thánh. Không đúng. Bởi vì có một lần lâu rồi, tôi có đến thăm một cái hội thánh. Và cái cô này, cô cũng quen cái cách như vậy đó. Cho nên là chủ nhật nhóm, rồi thứ sáu, thứ bảy là cô phải đi lo nấu nướng đủ kiểu. Và tôi thì lúc đó được mời đến giảng trong hội thánh á, cho nên là tôi cũng đến và tôi quan sát. Tôi thấy là họ đến cũng đông, cũng hai ba chục người á, họ đến. Toàn là những người ở đâu á, lão quắc. Xong rồi đến bán vé số có, rồi khiếm thị có, khiếm thính có, rồi là nghèo đói có, rồi là không nhà cửa cũng có. Nhiều khi đến đông đủ hết. Xong rồi tôi thấy là cô ấy dọn ra, sau khi thờ phượng Chúa xong dọn ra, ăn uống xong cái là tôi thấy họ vuốt bụng, họ cái rồi họ đứng dậy đi hết trơn. Không có đức tin, không đức tin, không sự sống đời đời, không gì cả. Tất cả mọi cái đều trôi hết xuống sông. Tôi nói cô làm chi như thế này? Tôi thấy cô rất là mỏi mệt vì chuyện này. Cô thu hút người ta đến với sự sống, hay cô thu hút người ta đến với sự ăn cho no cái bụng của mình? Một người ăn no cái bụng rồi đi xuống địa ngục thì có khác gì đâu. Chả khác gì cả. Cho nên chúng ta phải biết được việc mình làm vì mục đích gì. Nếu nó là một nhà từ thiện, một cái trung tâm bảo trợ xã hội thì chúng ta không trách. Đúng. Nhưng nếu là hội thánh của Đức Chúa Trời thì đáng trách lắm. Amen chứ. Chúng ta không làm điều đó. Hội thánh có cái vai trò của hội thánh. Và chúng ta cần phải suy nghĩ thật kỹ về điều này. Trở lại với câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta nhìn vào 7 câu kinh thánh này, chúng ta thấy được á, trong hội thánh có 3 lớp người. Ít nhất có 3 lớp người. Phải không ạ? Đây là gì ạ? Những người đến để được phục vụ. Đấy, trong kinh thánh nè, là người Hê-lê-mít, rồi những gố phụ người Hê-bơ-rơ, rồi những người đó đến hội thánh để được phục vụ. Rồi một lớp người thứ hai là lớp người phục vụ, chăm sóc những nhu cầu của họ đủ kiểu hết. Và loại người thứ ba là lớp người lãnh đạo thuộc linh. Ít nhất mình nhìn trong đoạn kinh thánh này có 3 lớp người như vậy. Luôn luôn có, luôn luôn đến trong hội thánh. Và có thể họ chuyển đổi với nhau, từ một người được phục vụ, sau một thời gian họ trở thành người phục vụ người khác. Không sao, rất ngợi khen Chúa. Từ một người là phục vụ người khác, Chúa sẽ cất nhắc họ lên trở thành người lãnh đạo thuộc linh trong một vài lĩnh vực nào đó trong hội thánh. Cảm ơn Chúa vì điều này. Và tôi thấy rằng 3 lớp người này họ chuyển động xoay chuyển liên tục ở trong hội thánh của Chúa. Vì vậy, khi chúng ta nhìn vào hội thánh, chúng ta mới thấy được cái công tác cứu rỗi của Chúa Giê-xu được chuyển động ở trong hội thánh. Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá đổ huyết. Không ạ? Ngài đã chết, Ngài sống lại để Ngài đi tìm và cứu những con người ở thế gian kia bước vào trong hội thánh. Mỗi một con người tiếp nhận Chúa Giê-xu bước vào trong hội thánh thì họ thực sự là những người khốn cùng và thiếu thốn. Họ đau yếu, họ lầm lạc, họ mất phương hướng, có thể là nợ nần,
có thể là bệnh đau ma quỷ ức hiếp và đưa vào hội thánh. Và đây là những người mà cần được phục vụ, cần được chăm sóc, cần được nâng đỡ, cần được khích lệ, cần được cầu nguyện, cần được nuôi dưỡng. Đó anh chị em. Cho nên Chúa Giêsu ngài đi tìm và cứu những con người như vậy. Và hội thánh sống là hội thánh lúc nào cũng như cái bệnh viện vậy đó. Đó là hội thánh sống. Vì Chúa dựng hội thánh lên để chữa lành, Chúa dựng hội thánh lên để phục hồi con người ta, Chúa dựng hội thánh lên để tìm những con người không còn hy vọng, để ban cho họ hy vọng trong hội thánh, để họ biết Đức Chúa Trời và cầu nguyện. Và tôi nghĩ rằng trong cái không khí hội thánh đầu tiên, nó liên tục có điều này. Đó, anh em nhìn thấy không ạ? Đạo Đức Chúa Trời ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm, cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Anh em thấy không? Tràn ra, hội thánh tràn ra. Và tôi cho rằng đây là không khí của hội thánh sống, đây là bức tranh của hội thánh sống động. Đó, tôi nói điều này để cũng khích lệ anh em ở đây cũng như những anh em theo dõi trên mạng, trên Facebook này, biết đâu được những anh chị em đang nghe tôi đây là những người đang được Chúa giao phó để thành lập hội thánh, quản trị một hội thánh đâu đó, thì hãy xem nè, hội thánh của mình có phải là một hội thánh đang sống động hay không? Hãy xem nè. Hội thánh sống là hội thánh lúc nào cũng có những con người đến với những nhu cầu và cần được chăm sóc. Đây là hội thánh sống, là thân thể sống. Còn nếu như hội thánh của Chúa mà 10 năm rồi, 5 năm rồi cũng từng đó con người nhóm lại, thì càng ở đây, cái đó là có điều gì đó bất ổn rồi, một điều gì đó không sống động, một điều gì đó cần được thay đổi, một điều gì đó cần phải nhìn xem xét lại, mình có thực sự là một thân thể sống hay không. Hãy thân thể sống thì chắc chắn nó phải phát triển lên, nó phải có sự chăm sóc, có sự tăng trưởng, có sự linh hoạt. Và trở lại với câu chuyện anh chị em, những cái người mới đến đó đó, họ đang có sự phàn nàn ở trong hội thánh. Tại sao không chăm sóc tôi tốt hơn? Tại sao không cho tôi ăn nhiều hơn? Tại sao không giúp đỡ tôi nhiều hơn? Và nó đem cái sự lộn xộn. Bây giờ trong phương diện là một người lãnh đạo thuộc linh, anh chị em sẽ làm gì? Đây là chỗ mà chúng ta sẽ bàn buổi sáng ngày hôm nay, phải không ạ? Sẽ bàn buổi sáng ngày hôm nay. Đó, Chúa đặt tất cả chúng ta lại cùng nhau, những người có nhu cầu, những người phục vụ, những người lãnh đạo. Chúa đặt tất cả lại chúng ta cùng nhau có lý do. Có lý do. Tôi muốn nói với anh chị em, trong cuộc sống này không ai có thể thành công khi đứng một mình. Không bao giờ. Không ạ. Hội thánh luôn luôn có những con người Chúa đem đến vì có những nhu cầu. Mới đầu anh chị em có thể đến vì nhu cầu của mình. Anh chị em đến đây bởi vì anh chị em cần tôi, cần hội thánh cầu nguyện cho anh em. Anh em có nhu cầu, đúng không ạ? Anh em có mặt ở đây không phải ngẫu nhiên. Không ai là ngẫu nhiên mà tự nhiên lại đáp vé máy bay rồi ngẫu nhiên cái rơi xuống hội thánh này. Phải ngẫu nhiên. Anh em dự định đến đây, có kế hoạch đến đây vì anh chị em cần Chúa Giêsu tại hội thánh này. Đó là lý do. Đúng không ạ? Tôi ở đây, tôi không thể đứng một mình, tôi không thể phục vụ một mình. Có những anh em khác cùng giúp đỡ. Anh em đến đây để cùng ho vào trong không khí hội thánh, để cùng giúp đỡ, cùng phục vụ những anh em có nhu cầu. Nó cũng có lý do. Lý do đó là gì? Những chỗ nào mà tôi yếu kém á, thì anh em có mặt để bổ sung. Những chỗ nào mà tôi mạnh á, thì anh em có mặt để tôi bổ sung những chỗ yếu của anh chị em. Và khi chúng ta đứng lại cùng nhau đó, thì chúng ta trở nên một thân thể vững mạnh và toàn vẹn trước mặt Chúa. Vì vậy anh chị em, ở trong hội thánh, tôi muốn nói xác quyết với anh chị em rằng
Không có một chi thể nào là thừa trong hội thánh của Chúa hết. Không có đâu. Tất cả đều quý giá trước mặt Chúa. Tất cả đều cần trước mặt Chúa. Tất cả đều đáng trân trọng ở trước mặt Chúa. Không ai có thể thành công một mình. Không ai. Ví dụ bây giờ tôi ở đây, tôi phục vụ anh chị em. Mà nếu không có những anh em giúp đỡ trong hội thánh, nào là âm thanh, nào là ca hát, nào là chiếu sáng, nào là cầu nguyện, nào là đỡ người, nào là tư vấn, nào là tiếp đón ngoài cổng, nào là bê đàn set up này, tôi làm được không anh chị em? Chắc chắn là không rồi. Chắc chắn tôi bảo thôi bye bye nên tôi về nhà chịu, không làm được. Thua. Thật đúng không? Đó là sự thật 100%. Cho nên Chúa kêu gọi anh chị em đến gia nhập vào trong hội thánh, liên kết chúng ta vào hội thánh, vì cớ để chúng ta bổ sung những sự yếu kém cho nhau, thiếu thốn của nhau. Đó là lý do. Cho nên tôi tin rằng không có ai ngồi đây mà ngẫu nhiên hết á. Đức Chúa Trời kêu gọi anh chị em đến, Ngài đặt anh chị em vào vị trí đó để cho anh chị em phục vụ thân thể của Chúa Giêsu. Anh em hãy lấy điều đó làm vinh dự. Và một câu nói của tiên tri TB Joshua, ông nói rất là hay: tôi đứng đây là vì cớ anh em, anh em có mặt ở đây là vì cớ tôi, chúng ta gặp nhau là vì chúng ta bổ sung cho nhau. Khi chúng ta thành một khối với nhau, chúng ta sẽ trở nên một thân thể vững mạnh và hiệu quả trong Chúa. Dĩ nhiên rồi, chúng ta phải hiểu cho nó đúng về cái gì ạ? Cái giá trị của chúng ta và cái vai trò của chúng ta. Tất cả anh em mình ngồi đây đều có giá trị tuyệt đối trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài quý tất cả chúng ta, nhưng mà vai trò của chúng ta trước mặt Chúa thì khác nhau. Tôi làm vai trò khác, anh chị em làm vai trò khác, người A có vai trò khác, người B có một nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều quý giá như nhau trước mặt Chúa. Không có phải tôi đứng trên bục giảng này, tôi giảng, tôi cầu nguyện chữa lành cho anh em, có nghĩa là tôi quý giá hơn trước mặt Chúa hơn anh em đâu. Không phải. Nghĩ vậy là không đúng. Chúa yêu thương chúng ta, quý giá linh hồn chúng ta như nhau, nhưng mà vai trò chúng ta trong hội thánh thì khác nhau. Chúng ta cần hiểu điều đó. Và ở trong 7 câu kinh thánh này, chính lời của Chúa đã cho chúng ta thấy được vai trò của nhau. Vai trò của nhau. Đầu tiên, chúng ta phải nói về vai trò lãnh đạo. Hội thánh phải có người lãnh đạo. Hội thánh phải có người đứng để coi sóc, để chịu trách nhiệm ở trước mặt Chúa vì bầy chiên của mình, vì những chức vụ mà nhận trước mặt Chúa. Ở đây phải không ạ? Các sứ đồ ở đây có thể là những người lãnh đạo ở trong hội thánh thời kỳ đầu tiên này, người lãnh đạo tối cao. Và anh chị em thấy khi có một nan đề xảy ra thì ý người ta đem cái sự kiện cáo đã đến với sứ đồ, và người ta muốn cho 12 sứ đồ này phải thay đổi cái vai trò của mình, đi phục vụ bằng tẹt đi, đi mua gà về để bỏ tủ lạnh đi. Các sứ đồ phải làm cái việc đó đi. Anh chị em hãy suy nghĩ nha. Satan á, nó luôn luôn trăm phương nghìn kế, nó muốn làm đảo lộn trật tự của hội thánh, nó muốn làm suy yếu hội thánh, nó muốn làm mọi cách để gây chia rẽ xáo trộn hội thánh. Cho nên trong hội thánh của Chúa và trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, hay trong bất cứ một nhóm nhánh nào, anh chị em đừng bao giờ lý tưởng hóa nó. Có nghĩa là tôi sẽ tìm một hội thánh, tìm một nhóm nào đó mà hoàn toàn như thiên đàng vậy đó để tôi nhóm. Anh chị em quên cái ý tưởng đó đi. Không bao giờ có. Không bao giờ có. Lúc nào cũng sẽ có những cái vấn đề phát sinh. Vấn đề là chúng ta đối diện với nan đề đó ra làm sao, chúng ta xử lý nó như thế nào, chúng ta có cái thái độ gì với những cái nan đề đó, chúng ta giải quyết nó hay chúng ta bỏ chạy khỏi nó.
Nhiều tín đồ là hay bỏ chạy lắm. Đúng không ạ? Bỏ chạy. À, thấy hội thánh là chia ăn không đều là chạy luôn. Vậy thôi đây. Chia ăn không đều là bỏ chạy. Đó là vấn đề. Thấy hội thánh mà có khó khăn tí bỏ chạy luôn. Đúng không ạ? Đây là chỗ chúng ta phải xem lại nha. À, vì Chúa kêu gọi chúng ta không phải ngẫu nhiên như tôi đã nói rồi. Chúa đặt chúng ta vào vị trí không phải ngẫu nhiên như tôi đã nói rồi. Chúng ta có một cái vai trò ở trước mặt Chúa để xây dựng thân thể của Chúa, tôi đã nói rồi. Cho nên Chúa kêu chúng ta vào nơi nào chắc chắn có lý do. Chúng ta đừng dễ dàng thối lui. Anh em hiểu không ạ? Nếu chúng ta thối lui ngày hôm nay thì chúng ta có thể thối lui tiếp theo vào ngày mai. Nếu chúng ta dễ dàng bỏ cuộc hôm nay, ngày mai chúng ta cũng dễ dàng bỏ cuộc. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận về điều này. Và ở đây Satan nó muốn sao ạ? Nó muốn vai trò của hội thánh bị đảo lộn. Nó muốn làm gì đó để cho hội thánh mất đi sự sức giàu, mất đi định hướng, mất đi cái sức mạnh, mất đi cái tiềm năng, mất đi những cái điều mà Đức Chúa Trời ban cho. Và nó muốn 12 sứ đồ phải đi làm việc bàn tiệc. Tôi không nói rằng việc bàn tiệc là việc xấu. Tôi không nói rằng việc giảng đạo là việc tốt hơn. Tôi không nói thế. Tất cả những việc này đều cần ở trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng quan trọng là ai làm những việc đó phải được Đức Chúa Trời chỉ định. Và 12 sứ đồ nói sao anh chị em? Nói rất rõ phải không ạ? Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thì chẳng xứng hợp chút nào. Đây là 12 sứ đồ nói. Hãy học. Và 12 sứ đồ này nói là gì á? Hãy tổ chức một cái điều khác đi. Bây giờ thì tôi sẽ cử 7 người để lo chuyện này. Còn chúng ta thì cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Anh em thấy chưa? Người lãnh đạo trong hội thánh, lãnh đạo trong gia đình, lãnh đạo trong nhóm tế bào, lãnh đạo thuộc linh phải hiểu rằng họ là cái cổng bảo vệ của cộng đồng. Những người nào Chúa đem đến hội thánh thì người thuộc linh ở chỗ đó là cái cổng bảo vệ họ. Vì vậy anh chị em hãy nhớ nè, người lãnh đạo thuộc linh là người chỉ chuyên tâm trong sự cầu nguyện và giảng đạo. Đây là chỗ rất là đặc biệt để chúng ta hiểu về cái bầu không khí thuộc linh hay là cái bức tranh thuộc linh ở trong mỗi hội thánh. Ví dụ anh chị em chạy vào trong một hội thánh, ở trong hội thánh làm thành viên của một hội thánh, mà người lãnh đạo thuộc linh ở đó không cầu nguyện và không chăm chỉ giảng lời Chúa, anh chị em đang ở một chỗ rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Tôi muốn nói cho anh chị em điều đó để thấy. Người lãnh đạo thuộc linh không cầu nguyện có nghĩa là mái che thuộc linh cho những người ở trong đó không có gì hết. Bão tố, giông tố, xiềng xích, gai góc, tên lửa của kẻ thù có thể sẵn sàng giết chết tất cả những người ở trong. Bởi vì sao anh chị biết không? Đời sống cầu nguyện chính là một đời sống của người chiến sĩ. Người chiến sĩ được đặt ra trong hội thánh để bảo vệ hội thánh, giống như người lính ở trong thành vậy đó. Họ cầm gươm để bảo vệ thành, họ có súng đạn để bảo vệ thành, họ có vũ khí, họ thức tỉnh, họ thức canh để bảo vệ những người dân ở trong thành. Cho nên nếu người lãnh đạo thuộc linh không cầu nguyện là người thánh lãnh đạo thuộc linh đã tắc trách với nhiệm vụ của mình. Và tất cả những người ở trong thành, ở dưới sự lãnh đạo của người đó, hoàn toàn không được bảo vệ và ở chỗ nguy hiểm. Rất nguy hiểm nha anh chị em. Đây là cái chỗ mà anh chị em cần phải nhận ra. Cho nên tôi đọc một câu kinh thánh cho anh em nghe. Ở trong Côlôse chương 4 câu 12, Chúa chép như thế này: Ê Pháp ra, người hàng xứ với anh em, tôi tớ của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Giêsu Christ, có lời chào anh em. Người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em trở nên toàn vẹn và
chọn niềm vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Anh em thấy chưa? Ông Ê-phép-ra này, ông đi theo Phao-lô để phục vụ. Phao-lô xây dựng rất nhiều hội thánh, và mỗi hội thánh có những lãnh đạo thuộc linh. Chắc chắn ông Ê-phép-ra này, ông là người được đặt ở trong hội thánh ở Côlôse này, ở trong vị trí của người lãnh đạo thuộc linh. Và ông Phao-lô nói ông Ê-phép-ra này đó, mặc dù ông đi theo ông Phao-lô vì một vài những cái công vụ cần phải đi, nhưng hằng ngày ông làm gì anh chứ? Ông quy gối, ông cầu nguyện cho anh em. Và Kinh Thánh mô tả là gì? Ông chiến đấu không thôi trong lời cầu nguyện. Anh em thấy chưa? Chiến đấu không thôi. Tại sao ông phải chiến đấu không thôi? Bởi vì nếu ông không làm điều đó, những anh chị em ở trong nhóm của ông sẽ gặp nguy hiểm, không sống theo ý Chúa, mà thậm chí sống theo ý Satan, không làm được điều gì cả. Phải không anh chị? Vì vậy, từ chỗ này đó, tôi mới rút ra được một cái kết luận để khích lại anh chị em và khuyên anh chị em hãy đi theo những lãnh đạo cầu nguyện. Hãy đi theo những người lãnh đạo biết cầu nguyện. Nếu anh chị em gặp những người lãnh đạo thuộc linh mà tối ngày ở hàng quán cà phê cà pháo, rồi là nói lung ta lung tung, thời gian thì cứ chạy chỗ này sọt chỗ kia, tôi nói anh chị em hãy rời ông đó càng sớm càng tốt. Vì ông đó không có sự bảo vệ gì cho anh chị em hết đó. Anh chị em theo những người như thế, anh chị em sẽ gặp nguy hiểm vô cùng. Nguy hiểm trong đời sống tâm linh của mình, nguy hiểm trong chính cái đời sống đức tin của mình. Và ma quỷ sẽ bước vào trên đời sống anh chị em, và nó xỏ mũi anh chị em, sử dụng anh chị em như là một đứa nô lệ vậy đó, không có gì tiến triển hết ra. Hãy theo những người lãnh đạo thuộc linh biết cầu nguyện. Hãy theo những mục sư truyền đạo cầu nguyện ngày đêm. Hãy theo những con người lúc suốt ngày quỳ gối cầu nguyện cho anh chị em, bao phủ thuộc linh cho anh em. Người ta nói ô, tôi cần một người bao phủ thuộc linh. Anh chị em hiểu ý nghĩa từ đó không? Bao phủ thuộc linh không có phải là cái danh từ, không phải là một con người đặt lên. Bao phủ thuộc linh có nghĩa là người nào đó cầu nguyện cho anh chị em, đó là bao phủ thuộc linh, cầu thay cho anh chị. Điều đó rất quan trọng. Và các sứ đồ trong hội thánh đầu tiên, họ hiểu được điều này. Họ nói rằng hội thánh sẽ không thể an ninh, hội thánh sẽ không thể phát triển, hội thánh sẽ không thể nào có dấu kỳ phép lạ nếu như họ bỏ sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Anh em thấy chưa? Họ biết tầm quan trọng đó. Họ biết rằng bất kể chuyện gì xảy ra trong hội thánh, bất kể nhu cầu nào mới phát sinh, không quan trọng, họ không thèm để ý. Họ chỉ giữ vững rằng họ phải cầu nguyện và giảng đạo, đó là điều chính yếu. Còn tất cả những việc khác á, để người khác làm, những người phụ giúp sẽ làm, những người có cái vai trò đó sẽ làm. Anh chị em ơi, người lãnh đạo thuộc linh là người như một người lính vậy đó. Trong Timôthê nhì chương 2 câu 3 câu 4 chép: hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Khi một người đi ra trận thì chẳng còn lấy việc đời làm lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiều mộ mình. Anh chị em thấy chưa? Người lính, đây là người lãnh đạo đích thực. Cho nên tôi muốn nói với anh chị em là những người trưởng các nhóm tế bào, những người đang lãnh đạo một nhóm người, những người đang xây dựng một hội thánh nhỏ, hội thánh lớn không quan trọng, hãy kiểm tra lại mình đi. Anh em có cầu nguyện cho họ mỗi ngày không? Hãy thành thật trước mặt Chúa đi. Chúa biết tất cả mọi điều. Và nếu chúng ta không cầu nguyện, thì tôi khuyên rằng hôm nay hãy bắt đầu cầu nguyện đi. Anh em không cầu nguyện, đó là lý do tại sao hội thánh anh em đầy năng đề, nhóm anh em không bao giờ phát triển. Rất nhiều những đau yếu, bệnh tật, ma quỷ trói buộc ở trong nhóm mà không giải quyết được vì anh em không cầu nguyện cho họ. Hãy thay đổi, hãy ăn năn.
bớt cà phê cà pháo đi và cầu nguyện. Thậm chí phải kiêng ăn cầu nguyện nữa, bớt ăn uống linh tinh đi, kiêng ăn mà cầu nguyện nữa. Amen. Cảm ơn Chúa. Đó, tôi nói với anh em, tôi cũng nói với tất cả cho anh em trên này, rất nhiều người đang theo dõi bao ạ. Đôi khi chúng ta ăn uống một cái bụng cái trình hình ra như thế, to như cái đống chầu như này mà bắt đầu hội thánh thì cứ bỏ bê như thế, không cầu nguyện, không làm gì cho ai hết, thì làm sao mà hội thánh phát triển được, làm sao mà tín đồ mạnh mẽ được, làm sao mà họ có ơn để phục vụ và để phát triển hội thánh vương quốc Đức Chúa Trời được. Rồi chúng ta lại đổ tất cả mọi thứ tội lỗi nan đề yếu kém trên tín đồ. Ui, tín đồ của tôi nó cà chớn lắm, nó nghe lời nó không vâng phục, nó thế này thế nọ, vì anh em không cầu nguyện cho họ, lấy gì họ vâng phục. Ok ha. Nhiệm vụ thứ hai của người lãnh đạo thuộc linh là gì? Chức vụ giảng đạo. Giảng đạo là gì? Giảng đạo là chúng ta đang gì á? Cung cấp lương thực. Cung cấp lương thực. Ngoài cái nhiệm vụ chúng ta bảo vệ hội thánh, bảo vệ những người đi theo mình, chúng ta phải có một cái nhiệm vụ nữa trước mặt Chúa, là chúng ta phải cung cấp lương thực cho những người thuộc linh mà Chúa giao cho mình. Đây là chỗ cũng hết sức quan trọng. Cung cấp lương thực có nghĩa là chúng ta gieo ra những hạt giống thiên đàng, chúng ta gieo ra những đạo của Đức Chúa Trời, và những lời mà chúng ta giảng đó, những lời mà chúng ta nói đó, nó sẽ trở thành một vụ mùa ở trong hội thánh, trong lĩnh vực, trong gia đình, trong nhóm mà chúng ta được Chúa giao phó. Nếu chúng ta không gieo thì ngày mai lấy gì gặt anh em? Không bao giờ. Chả cái gì gặt. Không có một cái gì gặt. Đó là lý do tại sao hội thánh nhà muôn dân rất là chăm chỉ trong cái chuyện là gieo lời của Đức Chúa Trời. Cứ giảng, cứ nói. Đúng không ạ? Thứ cả tuần lúc nào cũng có những bài giảng, có những lời chia sẻ, có những lời học hỏi, giảng ra lời Ngài. Để làm gì? Sẽ có những con người biến đổi sau những bài giảng đó. Sẽ có những linh hồn được cứu rỗi sau những bài giảng đó. Amen chứ? Phải có chứ. Họ chữa lành, họ được giải cứu, họ được phục hồi sau những lời đó. Tôi nói với anh em, chức vụ của đạo Chúa bao gồm lại, thật ra đó là chức vụ lời. Lời, chia sẻ lời của Chúa ra. Anh em nhìn cuộc sống của Chúa Giê-xu sẽ thấy Chúa Giê-xu đi đến đâu, Ngài giảng phúc âm của Ngài, nước trời đến đó. Ngài chữa lành người ta bằng lời nói, Ngài đuổi quỷ cho người ta bằng lời nói, Ngài ban phước cho người ta bằng lời nói. Tất cả những lời nói của Chúa đều có phép lạ cặp theo. Amen chứ? Amen. Cho nên tôi khích lệ tất cả anh chị em nè, hãy đọc lời của Đức Chúa Trời và giảng ra, nói ra, khai phóng ra, chắc chắn là phép lạ sẽ cặp theo, vụ mùa sẽ có. Anh em hãy gieo đi, ngày đến chúng ta sẽ gặt. Cho nên tôi thấy trong hội thánh nhà muôn dân được Chúa rất là khích lệ qua những cái bài giảng mà họ làm chứng ngược lại. Họ làm chứng ngược lại. Có những người là nghe bài giảng để ngủ, ok, tức là trước mất ngủ, giờ nghe giảng là ngủ say sưa, tốt thôi, đây cũng là một cách. Có người là như bữa làm chứng đấy, nghe bài giảng ngủ là đi vô trong giấc mơ giải cứu luôn. Thôi đây, cái này siêu nhiên, đúng không ạ? Ngủ là giải cứu trong giấc mơ, là hết ngủ luôn, chữa lành. Đó là những điều rất là siêu nhiên. Rồi có những phép lạ dấu kỳ làm ra khi mà họ nghe lời của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi nói với anh chị em, chức vụ giảng đạo là một chức vụ độc nhất vô nhị và vô cùng quan trọng trong hội thánh. Hãy cho dân sự của Chúa ăn no, ăn sạch và ăn đủ, ăn đúng nữa. Chắc chịu cho ăn toàn độc tố với lại là chất độc hóa học không, mà tiêm thuốc tăng trọng không là căng lắm, rất là căng thẳng. Cho nên mình phải cho ăn cho những người đi theo mình ăn lời hằng sống của Đức Chúa Trời, là lời có thể cứu rỗi được linh hồn chúng ta. Amen chứ? Điều này rất là quan trọng. Vì vậy tôi cũng khích lệ tất cả những anh em đang được Chúa giao phó cho xây dựng, quản trị những nhóm tế bào, nhóm trong gia đình, hội thánh nhỏ lớn, vân vân. Đừng bao giờ
mà ngưng trong cái việc giảng dạy lời của Đức Chúa Trời dưới sự ban phước của Chúa Thánh Linh. Trong Timôthê nhì chương 2 câu 4 chép như này: hãy giảng đạo cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách nài khuyên, sửa trị cứ dạy dỗ chẳng thôi. Anh em thấy chưa? Đây là chỗ rất là quan trọng. Đó, quan trọng là mình phải kiên trì, kiên nhẫn. Đâu có phải là ai cũng amen với lời giảng dạy của anh chị em đâu. Con người người ta chống đối dữ lắm chứ, đúng không? Người ta công kích thế này, thế nọ, thế khác, đủ kiểu. Nhưng mà tôi nói với anh chị em, mặc kệ nó, cứ nhịn nhục, bẻ trách, nài khuyên, chữa trị, dạy dỗ, rao giảng lời Chúa chẳng thôi. Cứ lời này mà nói, còn ai muốn nói gì đó nói kệ, đúng không chứ? Cứ lời nói thôi. Đây Kinh Thánh nói sao tôi nói vậy. Còn em muốn lý luận gì thì người Đức Chúa Trời không có thói quen lý luận. Đúng không? Người Đức Chúa Trời không có cãi lộn, chỉ giảng lời Chúa thôi. Cho nên tôi thấy hay chứ. Bữa hôm qua tôi chia sẻ cho anh em cái clip gì mà nó bỏ mấy con khỉ biến thành người đó. Tôi đưa lên cái trang của tôi mà hôm nay là gần 600.000 lượt xem rồi. Rồi là 6.000 lượt like, rồi 3.000 lượt bình luận, nói lung tung lang tang. Nhưng mà tôi mặc kệ, lâu lâu tôi đá vô một câu phúc âm cái rồi cho các ông ấy bình luận. Lâu lâu tôi nói, anh em ơi, hãy tin Chúa Giêsu đi, để anh đem được sống, được tha tội, được bình an. Còn con người chúng ta mà càng sống lâu không có Chúa Giêsu thì chỉ có đau khổ buồn rầu vô nghĩa thôi, không được gì đâu. Chúa ban phước cho mọi người. Rồi tôi tắt đài, tôi đi ngủ. Các anh em ở bình luận quá chừng chừng luôn, nói lung tung. Tôi có cả. Rồi sáng dậy tôi bật lên, tôi tìm vô một câu nữa, rồi tôi tắt đài, tôi đi ngủ. Cứ như vậy mà bây giờ nó giảm đến 6.000, rồi gì đi, 600.000 người xem rồi anh chứ. Khủng khiếp luôn. Đó là cách chúng ta giảng luận, kệ, đừng cãi vã, hãy nói lời của Chúa. Amen. Có thể hôm nay chưa mọc nhưng mà năm sau nó mọc thì sao, đúng không ạ? Hạt giống chúng ta gieo xuống, tôi nói với anh chị em, nó luôn có ích. Tôi nhớ câu chuyện hồi bên Nga là tôi rất được khích lệ về chuyện rao giảng phúc âm. Hồi bên Nga đó, khi chúng tôi còn trẻ, chúng tôi đi phát Kinh Thánh à, bởi vì tôi được một cái tổ chức ở bên Hàn Quốc á, họ tặng cho 10.000 cái quyển Kinh Thánh diễn ý màu xanh tân ước thôi, nhỏ nhỏ nè. Sau đó chúng tôi là mỗi buổi chiều là chúng tôi đeo một cái sách lớn thật lớn, tôi đi vào các chung cư của người Việt Nam á, tôi phát, cứ mỗi nhà là phát cho một quyển, cứ đọc đi thì tất cả đều nhận hết á. Nhưng mà đọc hay không là tôi không biết. Thì sau này khi mà hội thánh thành lập thì có một cô đến, cô mới làm chứng. Cô mới nói là tôi muốn làm chứng về cách tôi tin Chúa à, là cách đây mấy năm có những anh sinh viên nhỏ nhỏ người anh tặng cho tôi quyển sách này, thì tôi cũng thấy được, thôi được là tôi nhận về để tôi xế, tôi lót nồi. Vì mỗi lần tôi ăn cơm ấy, thì tôi xế mấy tờ tôi lót ở dưới nồi á, cho nó đỡ dơ sàn nhà. Thì có lần nọ cuộc đời tôi gặp khó khăn quá đi, cho nên là tôi mới buồn, tôi cầm cái tờ lốp nồi đó tôi đọc. Tôi mới thấy không, sao mà Chúa chữa lành, rồi Chúa giải phóng, rồi Chúa ban phước, Chúa nói những lời hay như thế này. Bắt đầu tôi đi tìm hiểu, và bây giờ thì hôm nay tôi tin Chúa rồi. Anh thấy không? Đó là tôi nói với khích lệ anh chị em. Tôi khích lệ anh chị em là cứ giảng ra, dù gặp thời hay không gặp thời, hạt giống anh chị em nó sẽ mọc một ngày nào đó. Amen. Rất là diệu kỳ anh chị em. Đây là chỗ mà rất tuyệt vời đó. Cho nên là có nhiều cái lời chứng khác nữa. Nào là lấy Kinh Thánh gối sôi, rồi lấy Kinh Thánh này, rồi cuối cùng là trở lại với Chúa hết rồi. Thấy không ạ? Lời của Chúa có quyền năng để biến đổi con người. Cho nên tôi nói anh chị em, trong hội thánh hãy giảng lời của Chúa. Trên bục giảng này không cho phép chúng ta nói chuyện gì khác ngoài lời của Đức Chúa Trời. Hãy tôn kính Chúa. Đây là nhiệm vụ của người lãnh đạo thuộc linh. Cho nên nếu anh chị em khát khao sau này hay là hiện nay Chúa dùng mình cho vị trí lãnh đạo thuộc linh, hãy nhớ nha, cầu nguyện và giảng đạo là hai nhiệm vụ không thể thiếu. Không thể thiếu.
Nếu chúng ta lười biếng cho hai điều này, không những đem nguy hiểm cho anh chị em, mà anh chị em còn đem nguy hiểm cho cộng đồng mà anh chị em được Chúa giao phó. Rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Cho nên tôi hiểu điều này đó. Cả tuần là tôi lôi tên của anh chị em nào mà tôi biết ra là tôi cầu nguyện cho họ. Tôi hô lên tên ông này, ông này, ông này, cô kia. Đó, Chúa hãy bảo vệ họ, Chúa hãy chăm sóc họ, Chúa hãy dạy dỗ họ, Chúa hãy khích lệ họ. Tôi khuyên anh chị em, những người ở trong nhóm tế bào, hãy lôi tên tất cả những người trong nhóm mình ra và cầu nguyện cho họ một ngày ít nhất một lần. Thì anh em sẽ thấy những người ở dưới mình sẽ đầy ơn đầy quyền để phục vụ Đức Chúa Trời. Anh em sẽ thấy rồi, chắc chắn đến lúc họ sẽ đủ quỷ chữa bệnh, đến lúc họ đầy dẫy sự sức giàu mạnh mẽ. Cho mà xem, bởi vì Kinh Thánh chép rằng nhờ lời cầu nguyện mà của nhiều người mà tôi được ơn của Chúa. Nên phải cầu nguyện cho nhau, đừng bao giờ quên một ai hết, đó là người lãnh đạo. Men cho em. Tuy nhiên trước khi Chúa đặt chúng ta lên vị trí lãnh đạo thuộc linh, thì thường á là chúng ta phải bắt đầu từ vị trí gì ạ? Phục vụ theo cái kiểu bàn tiệc. Bàn tiệc đó, ý không có phải là anh em phải đi chợ nấu ăn đâu, mà ý là gì ạ? Chúng ta phải phục vụ những việc không tên trong hội thánh. Trong hội thánh có rất nhiều việc không tên, nhiều lắm. Nội đứng cái cửa bắt tay người vô cũng là việc không tên đó. Không có người đến bắt tay là anh em bắt đầu đến hội thánh dìm có người chào tôi vậy trời. Ghét quá, đúng không ạ? Chắc chắn là tổn thương ngài, đúng không ạ? Rồi anh em vô cái gì mà hội thánh mà cái mặt cứ chầm dầm mà không có nở nụ cười gì. Nhiều lời chỉ trích lắm, nhiều điều lắm, đúng không ạ? Kẻ thù có thể nói cái này nói cái kia, và tất cả những cái điều đó đều đổ hết trên những người phục vụ. Anh em hãy hiểu điều đấy. Và đây nè, trong hội thánh nè, hội thánh đầu tiên trong công vụ cái sứ đồ chương 6 nè, tất cả những cái sự lằng nhằng đó đổ trên 7 thầy phó tế được lập bởi 12 sứ đồ. Họ có 7 người thôi mà họ phải phục vụ một đám đông rộng lớn. Chắc chắn là người nọ ăn nhiều, người kia ăn ít, người kia ăn ngon, người kia ăn dở. Bây giờ đổ lên đâu anh em? Không đổ trên 12 người sứ đồ nữa mà đổ trên 7 cái người này. Vì vậy tiêu chí mà Đức Chúa Trời chọn những người phục vụ là gì? Hãy có tiếng tốt nè, đầy dẫy thánh linh nè, và khôn ngon. Anh em thấy có ba điều không? Hiểu. Ngày hôm nay đó, tại sao trong hội thánh của Chúa có nhiều vấn đề xảy ra? Bởi vì chúng ta chọn những người phục vụ, nhưng chúng ta lại hạ thấp tiêu chuẩn chọn lựa của Đức Chúa Trời. Chúng ta thiếu người quá, chúng ta quờ đại. Có đã tốt rồi, nhưng mà người đó không có tiếng tốt. Người đó đang ăn trộm ăn cắp người kia nè. Người đó vẫn còn đánh vợ đánh con ở nhà kìa, nhưng mà do hội thánh thì cười te tét phục vụ người khác. Ô, ông này, tôi thấy hôm qua ông vừa đá bà vợ ông răng ra ngoài đường, sao hôm nay ông đứng đây? Đúng không? Và hội thánh bị tổn hại. Cho nên tôi nói anh chị em, dù anh chị em đứng ở cửa bắt tay người khác, thì anh em vẫn phải là người có tiếng tốt, là người có đạo đức, là người mà được người khác tôn trọng, có uy tín. Đôi khi mình cứ tưởng rằng cứ đứng trên bục giảng này phải cần danh tốt, còn đứng ở dưới cửa kia là không cần. Sai lầm hết anh chị em, sai lầm hết. Tôi nói với anh chị em, bất cứ một việc gì làm trong hội thánh á, đều phải hội đủ ba điều kiện: có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh, và khôn ngon. Anh em thấy chưa? Cho nên nhiều khi tôi đọc cái đoạn này, tôi nói ôi Chúa, cái gì mà đi bưng bê bát cho mấy cái bà gó ăn mà phải ba cái điều này ghê gớm vậy Chúa? Sao mà phải đầy thánh linh, tiếng tốt với lại là khôn ngon mới làm được việc này chăng? Hóa ra sau này Chúa bày tỏ cho tôi rằng là không phải vì ba điều này để bưng bê, nhưng ba điều này nó đem cái hình ảnh của Chúa Giêsu in vào lòng của họ.
Ba điều này nó tôn lên cái hình ảnh của Chúa Giêsu trong hội thánh đối với những người bước vào hội thánh. Vì vậy Chúa phải chọn lựa những người có tiếng tốt, đầy thánh linh và khôn ngoan. Chị em thấy không? Nên đôi khi ngày hôm nay đó, chúng ta quá hạ thấp tiêu chuẩn của Chúa cho những người phục vụ. Cái người mà rót trà với đun nước sôi thì cần gì đầy dẫy đức thánh linh? Nhưng không đâu, không đâu anh chị em, phải đầy dẫy. Tuy nhiên có một điểm hết sức quan trọng ở đây mà tôi muốn chú ý anh chị em. Ngày xưa đó khi tôi đọc cái đoạn này, tôi cứ nghĩ là đầy dẫy thánh linh ở đây có nghĩa là phải làm nhiều dấu kỳ phép lạ. Tôi nghĩ vậy, nhưng không phải. Cái từ đầy dẫy thánh linh này á, là đầy bên trong, không phải bên ngoài. Đầy thánh linh này không có nghĩa là tôi phải đủ quỷ chữa bệnh rồi tôi mới làm được việc này, không có nha. Đầy dẫy thánh linh này là đầy bên trong, đầy tình yêu, đầy nhẫn nhục, đầy nhân từ, đầy hiền lành, đầy trung tín, mềm mại và tiết độ. Đấy, cái người được chọn lựa để phục vụ phải là người đầy bông trái đức thánh linh. Còn cái chuyện quyền năng tính sau, cái đó chưa cần vội. Anh em thấy chưa? Cho nên một người bước vào trong hội thánh, người ta được gặp Chúa Giêsu hay không, đôi khi á, nó phụ thuộc vào cái nụ cười và lòng tử tế của anh em trước hết. Phải không ạ? Vô mà thấy chưa chi là đá văng người ta vô bức tường rồi, rồi thôi người ta tổn thương, người ta về mất tiêu thôi sao? Cái đó là chỗ mà tôi thấy. Cho nên tôi hay thường nhắc nhở anh chị em. Tôi nói anh chị em à, tất cả những người đã đến hội thánh nhà muôn dân đó, họ đã bị quá nhiều đau đớn bởi ma quỷ rồi. Họ đã quá nhiều tổn thương bởi bệnh tật, bởi những nan đề của gia đình và cuộc sống họ mới đến đây. Cho nên anh chị em, nhất là những anh chị em trong bàn tư vấn, hãy hết sức nhẹ nhàng có thể, hết sức tử tế có thể, hết sức mềm mại có thể, để lòng của họ được yên ủi khi họ ngồi ở dưới rồi. Rồi Chúa sẽ làm phép lạ ở chỗ này để chữa lành, phong đỡ, phục hồi anh chị em mình. Đó là cái chỗ mà tôi thường nhắc nhở. Cho nên anh chị em ơi, những người đầy dẫy thánh linh bên trong này là người phù hợp nhất để đứng vào chân phục vụ trong hội thánh của Chúa. Tôi muốn nói để tất cả anh em mình hãy tiến tới điều này. Nhiều khi chúng ta nóng vội, chúng ta nghĩ rằng người phục vụ Chúa phải là người trang bị quyền năng đủ quỷ chữa lành tất cả mọi thứ. Tôi không nói những cái này là không cần. Nó cần, nhưng nó không phải là cần trước hết. Trước hết là đầy dẫy phẩm chất của Chúa Giêsu. Đó là con người đầu tiên đạt tiêu chuẩn để Chúa chọn lựa mình bước vào công trường thuộc linh của Chúa. Còn cái chuyện ân tứ á, tôi nói với anh chị em á, Chúa ban cho anh em cái một trong vòng 5 giây có liền, nhưng mà phẩm chất đôi khi phải xây dựng hàng năm trời. Anh em có amen với điều đó không? Phẩm chất là xây dựng rất lâu, nhưng còn ân tứ tức tắc có luôn. Anh chị em muốn đúng không? Đầy đủ đi. Chúa ban cho anh em hôm nay chưa gì, nhưng ngày mai đủ quỷ chữa bệnh luôn. Nhanh lắm. Tôi kinh nghiệm điều đó rồi, tôi biết. Tôi biết chính trên đời sống tôi thấy. Trước tôi chả làm được cái gì, tự nhiên tích tắc có luôn. Rồi mọi người lại đến: "Ôi mục sư ơi, bí quyết của mục sư là gì?" Tôi nói chả bí quyết gì cả. Bí quyết gì đâu? Cái đó là việc Chúa ban. Còn việc của chúng ta là mỗi ngày phải biến hóa để trở nên giống Chúa Giêsu. Amen chứ. Chứ không có bí quyết gì. Bí quyết làm như là mình đi tu hay sao mà bí quyết. Và chắc ông này cũng tu trên núi lâu ngày, cho nên nó có cái này kia. Tôi nói không bí quyết gì hết. Việc ân tứ là Đức Chúa Trời ban cho anh em theo ý muốn của Đức Thánh Linh. Tích tắc trong vòng 5 giây anh chị em sẽ có được điều đó. Tích tắc trong vòng 5 giây anh chị em có thể nói tiên tri. Anh em có thể nói lời tri thức. Anh em có thể đặt tay chữa lành. Anh em có thể có phân biệt các thần đủ quỷ. Nhưng mà một trái tim giống Chúa Giêsu có thể phải rèn luyện 10 năm trời. Đó là sự thật. Vì vậy tôi trở lại với đoạn Kinh Thánh. Để trở thành một người phục vụ Chúa có ba tiêu chuẩn rất quan trọng mà chúng ta cần.
phải có danh tiếng tốt. Phải có danh tiếng tốt, đó là đầu tiên. Để đừng vấp phạm cho ai. Đừng bao giờ ai bị vấp phạm khi thấy anh chị em có mặt trong ban phục vụ của hội thánh. Anh em hiểu không ạ? Người ta vừa bước vào hội thánh thấy anh chị em rồi, tôi vừa cãi lộn với ông này hôm qua ở ngoài chợ, ông mua miếng thịt bò tôi cũng mua miếng đó, hai bên đánh nhau chí chế, thôi tôi đi về. Không, câu chuyện đó có thật đó anh chị, có thật đó. Có một buổi truyền giảng nọ, có một người định bước lên tiếp nhận Chúa, nhưng mà rồi họ lại đi lùi lại. Cuối cùng người ta đến tìm hiểu thì người đó mới nói là tôi định tiếp nhận Chúa rồi, nhưng tôi thấy có một cái bà kia đứng ở đó, ở trong ban nhân sự, cho nên tôi phải thối lui. Tôi suy nghĩ lại, vì hôm qua tôi vừa thấy bà cãi lộn ở ngoài chợ, bà nói tục chửi bậy vô cùng luôn, mà tại sao bà lại đứng ở đó? Cho nên tôi phải suy nghĩ lại về quyết định Chúa có thật hay không, Chúa có đáng để tin hay không. Tôi lui lại, cho nên anh chị thông cảm, để tôi phải suy nghĩ một thời gian đã. Đây là câu chuyện có thật hoàn toàn. Anh chị em à, mình phải trở thành người có tiếng tốt. Tôi không nói rằng tất cả chúng ta không có quá khứ, tôi không nói điều đó. Tất cả anh em mình đều có quá khứ, nhưng mà từ ngày chúng ta giao nộp đời sống mình cho Chúa Giê-xu, mình phải có tiếng tốt. Amen anh chị em. Phải có tiếng tốt với hàng xóm láng giềng, phải có tiếng tốt với những người xung quanh, phải có tiếng tốt trong hội thánh, bên ngoài hội thánh, thì chúng ta mới được phép đứng trong những người phục vụ. Còn nếu không, anh em ngán chân người ta bước vào thiên đàng đấy, đúng không ạ? Và thứ hai, đầy dậy thánh linh. Thứ ba, khôn ngoan. Khôn ngoan là gì? Khôn ngoan là biết vận dụng kiến thức mình có vào cuộc sống thực tế. Đó là người khôn ngoan. Có thể chúng ta học rất nhiều tri thức, nhưng chúng ta không biết vận dụng, đó chưa phải là người khôn ngoan. Chúng ta có thể học thuộc lòng cả Kinh Thánh, học đọc cả 31 chương sách Châm Ngôn, nhưng chúng ta không biết vận dụng nó trong cách đối nhân xử thế trong cuộc sống, đó không phải người khôn ngoan. Người khôn ngoan là người biết vận dụng những gì mình học trong cách cư xử hàng ngày. Và chính người đó đó anh chị em, được đứng vào vị trí của người phục vụ. Anh chị em thân mến, tôi chia sẻ những điều này buổi sáng hôm nay để làm gì? Để khích lệ anh chị em, những người đã được Chúa Giê-xu cứu chuộc. Tôi biết chắc một điều rằng anh chị em muốn có kết quả trong cõi đời đời, anh chị em muốn có bông trái trong cõi đời đời, anh chị em muốn có sản nghiệp trong cõi đời đời. Và tôi tin chắc một điều rằng sản nghiệp đó phụ thuộc vào thời gian anh chị em trên đất này có phục vụ Chúa Giê-xu hay không. Và muốn phục vụ Chúa Giê-xu, nó có tiêu chuẩn của nó, không phải ai muốn cũng được. Tôi không tin rằng Chúa quờ đại một người nào đó để phục vụ Ngài, không đâu. Tôi không tin điều đó. Vua của thiên đàng có tiêu chuẩn của thiên đàng. Một vị vua, Ngài muốn tuyển chọn người hầu, người lính, người quan, người tướng có tiêu chuẩn. Và tôi khích lệ để anh chị em mình hãy tiến tới tiêu chuẩn của Chúa, để chúng ta cùng nhau phục vụ. Anh chị em có mặt ở đây không phải ngẫu nhiên. Chúa kêu gọi chúng ta đến để sửa, để chỉnh, để uống nắng, để nghe lời của Ngài. Anh chị em ha. Đó. Vậy thì bây giờ tóm lại trong cái điều này tôi muốn nói là gì? Có ba lớp người trong hội thánh: những người cần được phục vụ, những người phục vụ và những người lãnh đạo. Nếu hội thánh hay bất cứ một nhóm tế bào nào làm đúng tiêu chuẩn của Chúa, tôi tin chắc với một điều rằng ai cũng cảm thấy thỏa lòng ở trong hội thánh đó hết á. Ai cũng thấy thỏa lòng, ai cũng cảm thấy mình được trân trọng, mình được đi lên, mình được ít lời ở trước mặt Chúa. Còn nếu chúng ta làm khác đi, chúng ta sẽ nhận ra rất ít giá trị khi mà mình tham gia vào những cái cộng đồng thuộc linh như vậy. Rất là quan trọng. Lãnh đạo làm sao á? Anh chị em dạy bài này tôi chia sẻ rồi phải không ạ?
Lãnh đạo anh chị em mà lời cầu nguyện, anh chị em cũng lời cầu nguyện. Lãnh đạo anh chị em mà cứ cà lơ phất phơ, anh chị em cũng cà lơ phất phơ. Lãnh đạo anh chị em mà sống xác thịt, anh chị em sẽ sống xác thịt. Mà lãnh đạo anh chị em yêu mến Chúa, anh coi em cũng sẽ yêu mến Chúa. Cho nên hãy đi theo những người lãnh đạo của Đức Chúa Trời. Đúng không? Muốn giết được người khổng lồ, hãy đi theo những người giết người khổng lồ. Đúng không? Muốn được ơn, hãy đi theo những người được ơn. Muốn khôn ngoan, hãy học ở người khôn ngoan. Cho nên cuộc đời chúng ta đôi khi nó đi lằng quằng là bởi vì coi chừng cho ở trên mình có người tào lao. À, vậy thôi chứ có gì đâu. Đi lằng quằng, cuối cùng cuộc đời mình cứ lằng quằng, không biết tại sao nó hoàng lằng quằng. Hóa ra là ngự trên đầu mình một người tào lao. Chúng ta hãy coi chừng chỗ đó. Và điều này nó rất là đúng. Nhiều khi mình nói gì nó đụng chạm nhiều người, nhưng mà mình phải nói vì ích lợi của số đông, ích lợi của số đông của nhiều người. Và chúng ta phải nhận ra điều đó. Và Đức Chúa Trời Ngài rất khắc khe khi Ngài chọn những lãnh đạo thuộc linh. Rất khắc khe, không phải đơn giản đâu anh chị, khắc khe vô cùng. Anh em cứ đọc cuộc đời của sứ đồ Phao-lô, anh em sẽ thấy ông làm sao, ông sống như thế nào, ông hy sinh như thế nào, ông chân thành ra làm sao, ông chăm lo, ông trách nhiệm như thế nào trong tất cả những linh hồn mà Chúa đã giao phó cho ông. Đúng không ạ? Ông thậm chí trước khi chia tay hội thánh người Ê-phê-sô, ông nói sao? Hôm nay tôi rao giảng cho anh em những điều này để xác quyết một điều rằng tôi tinh sạch về huyết của tất cả anh em. Tôi nói hết mọi điều cần phải nói, tôi truyền đạt mọi điều cần phải truyền đạt, và bây giờ tôi tinh sạch. Ông trách nhiệm không? Rất trách nhiệm. Và người ta ôm ông khóc lóc để chia tay. Ngày hôm nay cái không khí đó nó quý hiếm lắm. Đôi khi hôm nay là muốn chia tay càng sớm càng tốt. Chứ không có ôm nhau khóc lóc rồi bịn rịn vào ạ. Ngày hôm nay là làm cách gì để tôi chia tay đây? Hôm nay là như thế. Nhưng mà cái không khí của những cái kết nối thuộc linh thực sự từ Chúa đó anh chị em à, đôi khi đó nó cực kỳ là đầm ấm, ấm áp, đầy tình yêu của Chúa. Đây là một cái người cha thuộc linh và những đứa con thuộc linh của mình. Không dễ gì để tách biệt đâu. Ok anh chị em, đây là những lời tôi muốn chia sẻ cho hội thánh. Tóm lại, tôi muốn anh em cầu nguyện buổi sáng hôm nay về điều gì? Hãy suy nghĩ về chính đời sống mình. Lạy Chúa, hãy định vị con. Hãy định vị con trong thân thể của Ngài. Con là ai trong thân thể của Chúa? Tôi không tin rằng anh em ngẫu nhiên bước vào hội thánh của Chúa. Tôi không tin rằng Chúa Giê-xu ngẫu nhiên để tìm và cứu anh chị em chỉ rồi chỉ để đó. Không đâu. Ngài cứu anh chị em để biến anh chị em trở thành một chi thể trong thân thể của Ngài. Và mỗi chi thể luôn luôn có vị trí vai trò của nó ở trong Chúa Giê-xu. Anh em ơi, hãy hết sức nghiêm túc để nói với Chúa: Chúa ơi, con là ai trong thân thể của Ngài? Ngày hôm nay Chúa kêu gọi tất cả chúng ta để phục vụ, để giúp đỡ. Nhưng trước khi phục vụ giúp đỡ, có thể anh em hôm nay anh em có thể nói: Chúa ơi, hôm nay con là người cần được giúp đỡ. Amen. Tốt luôn, không sao hết. Cho nên tôi nói trong hội thánh luôn luôn có ba loại người. Anh em có thể nói: Chúa ơi, hôm nay con là người cần được giúp đỡ, nhưng con muốn con ngày mai là người giúp đỡ người khác. Và ngày mốt con là người lãnh đạo thuộc linh của người khác. Amen chứ. Mình phải tiến lên chứ. Phải tiến lên, đừng dậm chân tại chỗ. 10 năm rồi mà vẫn cứ con là người muốn được phục vụ thì căng lắm. Không á, phục vụ một thời gian thôi và nó sẽ lớn lên, trở thành người phục vụ người khác. Học phục vụ người khác xong rồi người thành gì? Lãnh đạo người khác biết Chúa. Chứ không phải lãnh đạo là cai trị người khác đâu. Không phải lãnh đạo có nghĩa là đây là của tôi. Không phải đâu nha. Nói vậy có đụng chạm ai không? Không, lãnh đạo phải của tôi. Lãnh đạo là dẫn người khác gặp Chúa Giê-xu. Amen. Đó là lãnh đạo đích thực. Rồi chúng ta hãy đứng dậy mình cầu nguyện nè. Cảm ơn Ngài.
Chúng ta cầu nguyện nha cho những điều đó. Tôi không muốn bất kỳ ai ở đây với những anh chị em trên mạng mà không biết được vị trí của mình ở trong thân thể của Chúa. Sứ điệp buổi sáng ngày hôm nay chỉ để nói điều đó thôi. Lạy Chúa, hãy định vị con. Anh em chúng ta hãy nhắm mắt hướng lòng vào Chúa mình cầu nguyện nè. Lạy Chúa, hãy định vị con. Buổi sáng hôm nay hãy định vị con. Anh em hãy cầu nguyện đã. Và Chúa Thánh Linh sẽ đến gõ cửa tấm lòng anh chị em giờ này. Chạm anh chị em giờ này. Mỗi một người Chúa sẽ khai sáng con mắt thuộc linh để anh em thấy mình là ai ở trong thân thể của Đấng Christ. Chúa ơi, con là ai trong thân thể của Ngài? Con là người phục vụ, con là người cần được phục vụ, hay con là người mà Chúa sẽ đặt con làm lãnh đạo để dẫn những người khác đến gần Ngài? Lạy Chúa, hãy cầu nguyện lên cho em. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này, tôi kêu danh của Chúa trên ông bà anh chị em ngay bây giờ. Tôi kêu danh của Chúa trên ông bà anh chị em giờ này. Và Thánh Linh của Chúa đến trên thân thể của ông bà anh chị em, đến trong tâm hồn của ông bà anh chị em, đến trong tâm linh của ông bà anh chị em giờ này. Trời, hãy đổ đầy anh chị em con giờ này. Hãy đổ đầy anh chị em con giờ này. Hãy rơi chạm tâm linh anh chị em con giờ này. Hãy rơi chạm tâm linh anh chị em con giờ này. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục cầu nguyện anh chị em. Tôi muốn mỗi một người đứng đây buổi sáng hôm nay phải biết rõ mình là ai, biết rõ mình là ai. Và thân thể của Chúa chắc chắn cần anh chị em. Thân thể của Chúa cần anh chị em. Thân thể của Chúa là ngôi nhà thuộc linh của anh chị em. Hội thánh của Chúa là ngôi nhà thuộc linh của anh chị em. Anh chị em là một phần gắn kết không thể tách rời trong ngôi nhà thuộc linh này. Anh chị em biết mình là ai, mình làm gì, mình cần điều gì ở trước mặt Ngài. Chúa sẽ tỏ cho anh chị em. Trời, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp lên trên, hướng lòng về Ngài, 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 hướng lòng về Ngài. Cầu nguyện nào, đừng ai không cầu nguyện lúc này nha. Hôm nay rất là quan trọng, hôm nay rất là quan trọng. Chúa kêu gọi anh chị em, Chúa sẽ đụng chạm anh chị em, Chúa sẽ rờ chạm anh chị em, Chúa sẽ bắt đầu làm cho tâm linh anh chị em tươi mới. Buổi sáng này anh chị em sẽ nhìn thấy được công việc và sự kêu gọi của Ngài. Đừng bao giờ ở không, không bao giờ ai là ở không trong vương quốc của Ngài. Không bao giờ cả ai là vô dụng trong vương quốc của Ngài. Mỗi một anh chị em là một chi thể hoàn thiện ở trong trước mặt Ngài. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, nữa đây anh chị em, tiếp tục cầu nguyện nào. Nở đây, Chúa rờ chạm trên giờ này, 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 rờ chạm anh trên giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Oh, hallelujah. 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 Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. 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 Oh, hallelujah. 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 Tiếp tục đi anh chị em. Tôi nói Thánh Linh của Chúa sẽ thăm viếng tấm lòng anh chị em giờ này. Ngài sẽ cảm động trái tim của anh chị em giờ này. Rất là đặc biệt buổi sáng này. Tôi tin điều đó cho nên tôi nói điều đó. Đức Thánh Linh sẽ chạm anh chị em một cách đặc biệt buổi sáng ngày hôm nay. Anh em sẽ thấy mình ở trong thân thể của Chúa. Anh em thấy mình ở trong thân thể của Chúa. Thấy rõ vai trò và những điều Chúa yêu thương, Chúa chăm sóc mình như thế nào trong thân thể của Ngài. Thánh Linh ơi, hãy kêu gọi dân sự của Ngài. 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 Từng người một Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Oh, hallelujah. Cầu nguyện đi chị. Hãy nhắm đôi mắt mình lại và hướng lòng về Chúa. Hãy nói với Chúa, lạy Chúa định vị con. Lạy Chúa, hãy bày tỏ trong tâm của con. Con là ai trong thân thể của Ngài? Cuộc đời của con có ý nghĩa như thế nào khi con bước vào kế hoạch và chương trình của Ngài? Lạy Chúa, hãy cho con nhìn thấy buổi sáng hôm nay. Lạy Chúa, hãy rơi chạm chính con buổi sáng hôm nay. Lạy Chúa, hãy rơi chạm con buổi sáng hôm nay. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Nở đây anh chị em, nở đây, nở đây. Chúa Thánh Linh đang ở này.
thân của Ngài tuôn đổ trên anh em, thân của Ngài chạm vào lòng anh chị em giờ này, trong danh của Chúa Giêsu Christ, trong danh của Chúa Giêsu Christ, trong danh của Chúa Giêsu Christ. Oh hallelujah, hallelujah. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục đây nè, tiếp tục đây, 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 tiếp tục nào, tiếp tục nào. Nói với Chúa, lạy Chúa hãy định vị con, lạy Chúa hãy khai mở cho tâm của con, lạy Chúa hãy biết con phải làm gì. Chúa ơi, để những ngày trên đất của con không trôi qua một cách vô nghĩa. Chúa ơi, con muốn đầu tư cho vương quốc của Ngài, con muốn có sản nghiệp trong cõi đời đời. Chúa hãy định vị lòng con, định vị lòng con, định vị đời sống tâm linh của con, trong danh Chúa Giêsu quyền đang cầu nguyện lên em. Tiếp tục nào, tôi phủ thân ngay trên anh em giờ này. Tôi nói Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến trên anh em giờ này. Ngài tuôn đổ và giải bày trên anh em giờ này, tuôn đổ và giải bày trên anh em giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền 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 này. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài. Chào anh em con Chúa, đổ đây anh chị em con Chúa. Thánh Linh ơi, hãy rơi chạm anh em con Chúa, trong danh Giêsu Christ quyền năng. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Oh hallelujah. Ta ơn Ngài Chúa, ta ơn Ngài, 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 ta ơn Ngài. Thánh Linh ơi, tràn ngập trên dân sự của Ngài. Anh chị em sẽ được Thánh Linh của Ngài đụng chạm buổi sáng hôm nay, và nhiều cuộc đời được Ngài kêu gọi buổi sáng hôm nay. Tôi có những lời mặc khải đó để nói cho anh chị em buổi sáng hôm nay. Rất nhiều cuộc sống sẽ được kêu gọi buổi sáng hôm nay, rất nhiều tấm lòng sẽ được Chúa kêu gọi buổi sáng hôm nay, rất nhiều anh chị em sẽ nghe được tiếng phán nhỏ nhẹ trong tấm lòng mình rằng ta kêu gọi con cho điều này, ta kêu gọi con cho điều kia. Anh chị em sẽ nghe được nó giờ này, nghe được nó giờ này, nghe được giờ này. Tôi muốn anh chị em hãy ra một quyết định giờ này, ra một quyết định giờ này, ra một quyết định giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng đỡ đen che. Tiếp tục nào, 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 tiếp tục nào. Cảm ơn Ngài lạy Chúa, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Thánh Linh ơi, hãy chạm dân sự của Ngài. Thánh Linh ơi, hãy chạm dân sự của Ngài, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục đây, tiếp tục đây, tiếp tục đây. Tôi nói với anh chị em, sự kêu gọi của Chúa trong tấm lòng là quyết định tương lai của anh chị em. Đừng bao giờ thờ điều này. Chúa bắt đầu nói trong tấm lòng của anh chị em, Chúa bắt đầu định vị tâm linh anh chị em, Chúa định vị anh chị em trong thân thể của Ngài, Chúa kêu gọi anh chị em, Chúa khai sáng anh chị em. Tôi nói thần mặc khải sẽ đến trên em, thần khôn ngoan sẽ đến trên em. Ngài chiếu sáng tấm lòng của anh chị em giờ này, đón nhận trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, đón nhận trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Và khi Ngài đã kêu gọi, Ngài đã định vị rồi, Ngài sẽ đưa anh chị em từng bước để hoàn thành những điều đó, từng bước để hoàn thành những điều đó. Hãy bám lấy mục tiêu, bám lấy mục tiêu, bám lấy mục tiêu, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah. Tiếp tục đây anh chị em, tiếp tục đây, đừng ai bị phân tâm giờ này. Giờ cầu nguyện đang tiếp diễn, đừng ai bị phân tâm giờ này. Hãy nói với Chúa một lần nữa, Thánh Linh ơi, thăm viếng và định vị con, thăm viếng
và định vị con, thăm viếng và định vị con, thăm viếng và định vị đời sống tâm linh của con giờ này. Lạy Chúa, con là ai trong hội thánh của Ngài? Con làm gì trong hội thánh của Ngài? Con phải làm gì trong hội thánh của Ngài? Trời, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Trời, cảm ơn Ngài. Holy God, con kêu thân của Đức Chúa Trời. Con kêu thân của Đức Chúa Trời giờ này tuôn đổ trên anh em, tuôn đổ trên anh em, tuôn đổ trên anh em, tuôn đổ trên anh em giờ này. Chúa hãy thăm viếng anh em con. 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 Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.